Chú mong sẽ được ông bà, cô bác, tụi con, ông năm mới ở. Ây à! Tắm luôn rồi bây giờ, tắm không? Nước chảy to quá thôi bác ạ. Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu được xuống cái nhà của hai ông cháu với cô bác ạ. Ở những cái ở tập phim trước thì các bác cũng đã biết là hiện tại cháu được cùng với lại ông với lại em Quân là đi lấy cây về cô bác này. Bây giờ thì tiếp tục là từ đây mà về tới nhà cô bác ạ. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Vậy ông gửi một lời chào tới tất cả các bác ở trên kênh không nhá. Lời chào các bác, các chị trên kênh. Tôi xin cảm ơn. Hay ông thì biết nói tiếng phổ thông thì cũng mang máng các bác, để mà nhiều quá thì cũng không có biết nhiều. Đây bây giờ thì lại tiếp tục là sẽ cùng ông là lấy cái cây này về đến nhà và làm cho một cái giường. Ông với lại Quân thì là làm cây này nhá. Vâng ạ. Để cháu một mình cháu đi làm cho cây này. Cháu ơi, thanh niên cháu khỏe hơn. Từ nhà Quân, để anh đi trước đã. Hãy tính nha. Hây à. Vậy cái con đường này là con đường gọi là của bà con, là người ta đi lấy cỏ đến cái củi này để mà đi thôi. Em Quân với lại ông thì là hai ông cháu sẽ là chung một cái cây, nhưng mà chung ở cái góc. Còn là cái này thì nó nhẹ hơn cô bác ạ, cho nên là một mình thì là có thể là vác được. Vậy đi ra chỗ gần nhà người ta thì mót được một chút ra quả mận này các bác này. Không phải nghỉ, nghỉ ngơi phải tầm độ 2-3 đổi thì mới về đến nhà được. Ông với lại Quân thì đang nghỉ ở phần phía bên kia. Chỗ này gần như này người ta không cho lấy nhỉ, lấy cho xa quá. Xa. Cảm giác như mùa này có một cái xúc cho bạn thì ngon hơn.
Cái cây này cây gì không nhỉ? Nhiều cây thuốc ấy nhỉ? Cái này. Cây này như kiểu là cây hoa phong lan đấy. Hoa của nó nhưng mà hoa của nó thành chùm như ở chuối. Vậy đi thôi ông nhỉ? Ra. Đây mấy ông cháu mình lại tiếp tục là đi thôi. Chắc là nghỉ nó là chuyến cuối cùng ấy đi rồi, cũng về đến nhà rồi cô bác ạ. Đi vào trong rừng về nó cứ có con muỗi gì bay trước mặt này. Rồi, từ từ nhá. Từ từ quên rồi. Từ từ nhá, nó bị mắc đây rồi. Dài quá. Từ từ nhá. Mắc liên tục rồi. Này để tận là sân luôn đấy ông nhỉ? Vâng. Đây cẩn thận nhá. Đây. Cứ sau một cái trận mưa là có vẻ như là nhà của ông là chỗ nào cũng có bùn là rất là nhiều cô bác ạ. Giờ xem mà rửa chân một tí đã. Hôm nọ thì cũng được là hai chị Nguyễn Thúy là hỗ trợ cháu lực là giúp ông kéo nước cô bác ạ. Kéo nước ra đến tận đây. Đấy, nước thì về thì rất là nhiều này các bạn, tha hồ mà dùng. Bây giờ thì không còn phải đi xin nước hay là đi lấy nước trộm của nhà người khác nữa. Lấy nước từ lấy trộm thì nó có vẻ như hơi to một chút này Quân. Quân đang kia. Và lúc nào mà ông không có sinh hoạt đấy cô bác thì sẽ để lên trên đồng ruộng ở trên này. Còn là lúc nào mà ông dùng thì ông sẽ để vào đây. Hôm nọ thì cháu Đức cũng đá bảo là đi mua cho ông là một cái thùng ấy các bác. Thì hiện tại là cháu Đức sẽ không có thay bằng cái thùng nữa, cháu Đức nhận được một cái phần quà của tiếp tục là của hai chị Nguyệt Thúy nữa. Đấy, Mạnh thì ra đến kia rồi các bác này, cầm theo một cái máy xúc nữa. Ôi giời. Con chó này có vẻ tốt đấy nhỉ? Mày về rồi à? Hả? À, ra đây chú Bảo ra đây. Lấy chè để đâu nhỉ? Đây ạ. Lấy cho tí lấy cho Mạnh, bé Mạnh. Bây giờ thì làm luôn trong này không? Này có vẻ to quá không? Hai ông cháu trước chỉ làm đến tầm đến đây thôi mà. Hai ông cháu làm tầm đến đây thôi, còn ra bên này là ông để đồ gì khác nữa. Hay là ông muốn làm to ra? Dạ, to thì cái gì cũng để đấy. À, làm to ra cái gì cũng để trên này đúng không? Thế là bây giờ là phải à, còn phải là cột đấy ông ạ. Ông có cột chưa? Có rồi, không kịp thì tí ông làm. Vâng. Thế thì tí một tí cháu cũng ông mà bổ cái này rồi xong mà mai còn như nào thì ông làm nhá. Đây chú Bảo đây. Đây này.
Giờ này vác máy xúc đi đâu về ấy? Đấy, mua cho một cái máy xúc xong là vác máy xúc này đi chơi đấy. Ra đây chú xem nào. Ra đây. Nào, xem nào. Tay cái này vé cái gì đây? Ai vé cho? Nào, đứng lên. Quanh tay chào con có bà xong mới ăn. Chào các ông các bà. Nói lại. Chào các ông các bà. Đấy, rất là ngoan của bác ạ. Dùng máy xúc chắc là đi đào đất thuê đâu về ấy nhở. Đào đất cho ai ấy? Súng còn được không? Súng của mạnh còn được không? Chưa. Wow, đã hỏng chưa? Chưa. Chưa hỏng rồi đúng không? Đừng làm hỏng nhá. Nè, để chơi nhá. Này có múc đất không? Múc xem nào. Ây dạ. Chú mua chè cho mạnh ấy, mạnh có ăn chè không? Ăn. Ăn chè à? Đây đây. Đấy. Quân ăn một cốc đi. Cho Quân một cốc. Ông thì ăn rồi cô bác ạ. Này. Ăn không? Nào ngồi ngồi đây. Ngồi đây. Đấy cất máy xúc đi. À mua cái quả này đi trồng không? Trồng ở tiện đâu? Đi cắt cỏ là mới trồng đúng không? Cái quả này là khoai môn à? Vâng, ông cứ bỏ ra đi, không có tí nóng lắm. Cái quả này để mà nấu với lại canh xương thì rất là ngọt đấy ông ạ. Rất là ngon. Nào Mạnh ngồi đây. Này chú cho Mạnh cốc chè này, ngồi đây. Ngồi xuống. Sao Mạnh đi chơi xa thế? Ông gửi đi à? Nào đừng có để tay ở mũi chú bảo rồi mà. Thấy chưa? Đây, xin. Rồi, cháu xin chú đây, cầm thìa trước, chú mở cho. Trước khi ăn là chú dạy cái gì còn nhớ không hả? Nhớ không? Con mời các ông bà cùng con ăn chè. Đấy, mời các ông bà xong rồi ăn. Mời các ông bà chè. Rồi, ăn chè đấy. Cầm người thân nhá, đấy, ăn đi. Ăn đi, uống nước nó một tí đã. Trẻ con thì ngọt thì rất là thích cô bác ạ. Ngon không? Ngon à? Ngon thì ăn đi. Ăn hết đi. Cái này thì một tí nữa ông bây giờ dùng cây đo chứ ông. Xong là chặt luôn ông nhé. Chặt xong là bổ trước ông ạ. Có muốn ăn chè không? Lần sau chú xuống chú lại mua chè cho. Muốn ăn chè à? Thế lần sau chú xuống chú mua chè cho mát nhá. Ừ. Nhưng mà phải ngoan nhá, nhớ chưa? Ừ. Thấy chú là phải biết chào nhá. Không có được chú phải nói đấy nhá. Đấy cũng rất là xin lỗi các bác là cháu Lực dạy các em thì cháu Lực là đều ghi hình lại luôn. Và những lúc mà không ghi hình thì cháu Lực vẫn dạy các em để mà làm sao mà cho các em đầu tiên là khi ăn là phải biết mời và khi gặp người lớn là phải biết chào hỏi. Đấy, các em thì đến nhà thì là ông là như Mạnh là đến nhà là ông cũng không có dạy nhiều, chỉ đến lớp học được bao nhiêu thì tiếp thu bấy nhiêu đâu các bác. Mặc dù ông rất là thương rồi đấy nhưng mà ông thì cũng thuộc dạng là như kiểu là từ thời ngày xưa đấy các bác. Thành ra là những cái câu đấy là ông cũng ít ra ngoài để mà ông biết. Ăn cốc chè này xong con no rồi nhờ. Chú làm giường cho Mạnh ngủ đây nhá. Vậy ông ngủ đây nhá. Thế tối hôm qua là ông với Mạnh ngủ đây à? Hả? Vâng á. Hôm qua mưa to quá à? Từ trong vào nhà này không? Nếu mà ở... Vâng, lấy bạt giải trước à? Vâng, thế là bây giờ là cháu sẽ hộ ông là làm giường luôn ông nhá. Đấy, nếu mà một tí nữa không làm giường kịp thì mình bổ cái gai ra ông ạ. Đấy, để ngày mai làm... mai là có thể là mình... ông là đi chôn cột nó xuống là xong là được. Vâng, hôm nay thì cũng đi lấy...
À, cây là xa quá cô bác ạ, thành ra là về đến nhà thì cũng trời cũng gần là tối rồi. Sang năm nữa vài tháng nữa thôi là Mạnh đi học lớp 1 rồi. Mạnh thì còn cả một cái tương lai rất là dài. Cũng tất cả các bác ở trên kênh cũng có mong muốn rằng là muốn cho hai cháu là đi vào đường lớn, đường là xe, có xe phương tiện nó đi lại thuận tiện cho các bác để ở đấy. Nhưng mà thực sự ra thì cháu Lực cũng đã tìm rất là nhiều rồi, không có chỗ nào bán. Còn chỗ nào chỗ bán thì rất là xa. Như ở video trước thì ông có nói với cháu Lực rằng là ở trên xá bán đấy các bác, đất ở trên xá thì rất là đắt, và chỉ gần trên xá thì người ta mới bán thôi. Bán một cái ô mà chỉ đủ để làm nhà thôi, không có vườn dâu gì, đã là 300 triệu rồi. Nên sau khi mà có tiền 300 triệu đấy để mà mua xong lại không có tiền làm nhà. Đây thì không biết là còn vé vời cái gì đây, trái tim này, xong là vé cái gì nữa. Này tự vé hay là ai vé cho? Hả? Ăn anh đi nhá. Còn nhỏ quá cho nên là cũng không có giúp được ông là gì cả. Đấy, chỉ có đi bám đít thôi, ông đi đâu là đi đấy thôi. Còn bị lẹo lên này. Suốt ngày bị lẹo lên Mạnh ấy cô bác ạ. Sang năm thì đến lớp 1 thì chắc là biết nấu cơm cho ông rồi đấy. Sắp biết nấu cơm chưa? Hả? Đợi ăn nốt đã. Đợi ăn nốt là hỏi đó. Bây giờ đang mải ăn đó. Rồi, hết rồi. Hết rồi, no rồi, căng bụng. Sợ với cái bụng là căng bốt rồi, no chưa? Đây, từ từ chú hỏi đã, đây, 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 định đi đâu? No chưa? No rồi ạ? À? Đứng đang vét nốt, no chưa? No rồi. No rồi ạ? À? Ừ, no xong không được ướn bụng như này. Tí các ông bà nhìn thấy là các ông bà không yêu nữa đâu. Nhá. Đà nhớ là không được dùng tay để ở múi này ngoáy nhá. Bây giờ thì đi rửa mặt đi, đi ra đi rửa mặt đi, đi. Chú đưa đi rửa mặt nào. Mấy cốc đi rửa đi, cốc lúc nào để nước. Đấy, có nước, nguồn nước ở đâu? Nguồn nước nhà mày ở đâu? Hả? Đâu? Đâu? Máy ở đâu? Mặt máy à? Ra đây, rửa mặt nào, ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Tắm luôn không? Tắm không? Đây, rửa tay đi, rửa tay đi. Rửa tay. Ôi chú Phùng, rửa mặt đấy không? Nào Pô Pô, đây chú rửa mặt cho. Khăn mặt thì đi đâu rồi, đây. Xin phép các bác là rửa bằng tay một chút nhá. Tắm chưa? Hả? Chưa tắm à? Chị Tí có tắm không? Nước to không? Thấy nước to không? Tắm luôn rồi bây giờ, tắm không? Nước chảy to quá các bác ạ. Nào đi ra đi ra đi ra đi ra, không chú dội đâu bây giờ. Đấy, dùng xong thì để vào đây. Nhớ là khi nào dùng nước xong thì để vào đây nhá. Xả vào đây nhiều quá là nó đầy nhá. Đấy, ở phần phía bên ngoài này cô bác này thì cũng có hai cái bóng đèn có một cái bóng đèn năng lượng mặt trời ấy. Cái bóng đèn này là nó thuộc dạng là ở bên ngoài luôn cô bác ạ. Nên thầy sẽ là sáng luôn cả một cái vùng trời luôn đấy. Ông nhà ông có cái cưa không? Không có. Có cưa à? Ồ, nếu mà vừa rồi
Vừa rồi mà biết là ông xuống đây là đi lấy cây thì lấy cưa của nhà Quân xuống nhỉ? Lấy cưa của nhà Quân xuống thì nó sẽ nhanh hơn. Còn ở trong cái ngôi nhà này cô bác này thì đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà này cũng không còn trụ được bao lâu nữa. Những cái cột ngoài này thì cũng đã được là nó bị nghiêng hết rồi. Hay ở trong nhà thì cũng nói thưa với các bác một chút cô bác nhá. Hôm qua thì là trời mưa to quá đấy, cho nên là ông ấy mạnh là lấy bạt ra giải, thành ra là về đến nhà là chăn chiếu mọi cái là còn là chưa kịp gấp đâu. Đây, xem cặp của mạnh là có gì nào. Trong này có gì ấy mạnh? Đây là cái gì đây? Ôi ôi, ai bắt được một con chim ấy? Hả? Ai bắt được chim ấy? Bắt đầu. Đấy, đi thả đi, đấy, đi thả đi. Đấy, đi thả đi. Đấy, đi thả đi, đi, lấy đi thả đi. Không cho nuôi nữa, đi. Đấy, đi thả đi. Tí đây đi thả nhá. Đấy, cặp mà đi học thì có một bộ quần áo này. Tí gấp quần áo gọn gàng vào mạnh nhá. Nhá, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tí bảo ông là dọn dẹp trong nhà nhá. Nhớ chưa? Rồi. Đây cùng ông là ra phía bên ngoài kia, bây giờ là làm một chút cô bác ạ. Ở nhà là phải đi qua nhà. Cái gì? Nhà là đi qua là phải lấy cúi nữa. Không biết là ở trong này hết cái gì đây cô bác. Đấy, cái này thì một tí nữa sẽ để chẻ ra đấy cô bác. Xong rồi cho nó thành miếng nhỏ nhỏ, xong rồi để làm thành cái phản để mà dường. Chỗ này là ông mua bao tiền đấy? 10.000. Chỗ này 10.000 à? Cái củ này mua để mà gọt ăn cô bác này. Thì ninh với lại canh xương rất là ngon. Không chỉ là ninh với canh xương mà là đấy đổ lên ấy. Đổ lên ăn cũng rất là ngon. Đấy, nhà của ông thì chỉ có một con dao thôi cô bác ạ. Cũng cháu lực cũng chưa có mua thêm dao xuống cho ông. Nào ra đây chú xem nào, ra đây ăn quả gì ra đây. Làm giường cho mày ngủ đấy không? Mày có ngủ đấy không? Ngủ đây à? Ngủ nhà dưới kia thì bị làm sao, nói chú nghe nào. Hả? Hả? Có bị mưa không? Là có bị mưa đúng không? Phủ nhà dưới kia là bị mưa đúng không? Thế là chú làm cho Mạnh là Mạnh với lại ông ngủ tạm đấy nhá. Rồi sau này chú làm nhà mới cho nhá. Mày có thích ở nhà mới không? Thích à? Nếu Mạnh nói gì để cho các bà hỗ trợ Mạnh có nhà mới. Khoanh tay vào không nói. Khoanh tay đứng đi. Có rất mong chờ được ông bà, cô bác, đứa con, ông nhà mới ở. Rồi. Là phải ngoan thì là các ông, các bà mới yêu quý, mới giúp Mạnh làm nhà mới nhá. Nhá, được chưa? Được. Phải nghe lời ông mà đi học, học thật giỏi nhá. Sang năm sau mà chú xuống mà không thấy giấy khen của Mạnh là lên lớp 1 là thì lúc đấy là chú không thích Mạnh đâu ấy nhá. Không yêu đâu ấy nhá. Nha, nhớ chưa? Phải rất là quấn các bác ạ. Hay là Mạnh đi ở cùng chú không? Không. Không đi ở á? Cho ông ở mình đi ở cùng chú không? Nhà chú có kẹo có bánh nhiều lắm, có đi không? Hả? Chú mua cho Mạnh quần áo mới, mua cho Mạnh cặp mới, mua cho bánh cho Mạnh. Có đi không? Hả? Không. Cũng không đi á? Thế ở với ông này à? Hả? Đấy, bảo là dụ dỗ mua rất là nhiều những đồ mới cho cũng không có đi ở cùng với cô bác ạ. Chỉ là gọi là ở với lại ông thôi. Hay tối nay cùng chú đi không? Mai chú đưa Mạnh đi học? Không. Cũng không đi. Thế mai là để ông đưa đi học à? Sáng sớm thì ông lại đưa Mạnh đi học rất là sớm cô bác ạ.
sang năm nếu mà đến lớp 1 thì chắc là ông Hôn phải đưa đi rồi. Lớp 1 thì là tự biết đi rồi, buổi sáng thì dạy ra là nấu nấu cơm ăn sáng, có mì tôm thì ăn mì tôm, không có mì tôm thì rang cơm nguội. Cái cảnh mà đi học xa trường này thì cũng chia sẻ thật với các bác một chút cô bác ạ. Cháu Lực chỉ có khác các em là điểm là cháu Lực vẫn còn bố còn mẹ, gia đình của cháu Lực thì đầy đủ hơn. Đấy, những cái cảnh mà các em đang trải qua như này thì cháu Lực cũng đã cảnh mà đi học xa trường ấy, cháu Lực cũng đã từng trải qua rất là nhiều. Đến năm lớp 4 các bác học hết lớp 3 xong. Đến lớp 4 thì bắt đầu là lên trường tiểu học để học chính ấy, thì là ăn học là sẽ ở ngủ lại luôn và hết tuần thì mới được về. Thế cứ thế mà tiếp diễn đến năm lớp 9. Xong mà đến học lớp 9 xong rồi bắt đầu đi cấp 3. Đi cấp 3 thì có tuần thì là đi ra ngoài làm thêm, là đi rửa bát này kia mọi cái. Còn có những tuần thì là không có ở của bác ạ. Có những tuần thì là được bố xuống đón để mà đưa về nhà. Xong một tấm đấy ông nhỉ? Nhưng mà cái này là mình để úp xuống đấy ông ạ, để cho nó ấy đấy nhỉ? Đây, úp tạm đấy đó. Úp tạm đấy cho nó phẳng xuống đó. Cái này là úp tạm thôi cô bác nhá, để ngày mai thì sẽ để một tí nữa, nếu mà kịp, nếu mà còn chưa tối cô bác thì sẽ đi chặt cái cây về để mà làm cái cột ở đây. Chỗ này thì được, chỗ này lấy tổng tầm bao nhiêu tấm không? 4 đến 5 tấm à? Không biết rồi. Vâng. Đã ngủ trên này thì tổ lực sẽ đi mua đệm về cho ông. Chỗ này thì là xung quanh là ông phải đào ránh mọi cái ông nhá. Con nước còn gì? Con nước rơi xuống đây à? Tại vì là đằng sau này ông không đào ránh này, đằng sau là ông phải đào ránh như nước nó mới không có chảy xuống không ạ? Ôi, chỗ này là ông phải làm cái máng không ạ? Cái máng hứng từ ở phần phía đít của pro của bác ạ, ra đây. Còn không thì ông đào đất lấp xuống sâu một tí không ạ? Đấy thì nước nó không chảy. Đấy, quân thì cũng biết làm mà các bác ạ, quân sẽ hộ ông một chút. Cái đấy được không ông? Ăn gì đấy? Hết chưa? Hả? À? Và sau này thì là chắc là mai sẽ để ông ông làm máng của bác ạ. Còn cái khúc gỗ này là khúc gỗ của nhà chú của ông này cô bác này. Là người chú của ông thì trước là ông cùng với lại Mạnh là ở với chú. Thế nhưng mà sau khoảng thời gian ở ấy thì là bị người chú khinh thường ghét bỏ, không muốn ở chỗ ở cùng ấy. Là đuổi chú đổi với lại ông với lại Mạnh là ra ở riêng. Khúc gỗ này thì còn khô này còn không cho xin để mà lấy cam củi đấy cô bác ạ. Đây này. Mặc dù là để đây một cái thời gian mà rất là lâu rồi, bị mọt hết cả da rồi. Bây giờ thì kể cả mà làm củi thì nó cũng sẽ lâu nữa. Này thì nếu mà làm một cái máng từ bên kia ra bên này thì nó sẽ được hơn. Còn cuốc đất để mà vào thì nó bị dò xuống, nó bị dò dỉ xuống. Này thì có vẻ như là chảy xuống sao rồi. Chỗ này là phải hai người đâu ạ. Đấy, để ông tí làm dưới kia xong thì sẽ hộ cháu được để làm đây. Thế tối qua là ông với lại Mạnh với ông là ngủ đây à? Phải không? Ngủ đây đến sáng luôn à? Ồ, tối qua là hai ông cháu ra bên này ngủ đến sáng luôn không ạ? Căng ấy nhỉ? Ăn cốc chè xong căng ấy nhỉ? Tí ông đi tắm nhá. Được chưa? Ồ, có nước rồi xong đi tắm nhá.
được chưa? Xong rồi. Tấm này thì đan này có thì có thể là thay bằng tấm phản cũng được. Cái này thì để cho nó phẳng chứ đã cô bác ạ, thì ngày mai thì mới làm được, chứ không là chưa để phẳng là mai là nó bị cứ bị gập lại. Đeo ngồi đi chưa? Nó bị gáy nhá, cẩn thận nhé. Chưa có thanh là nó bị gáy đấy. Cái bóng đèn này buổi đêm thì có sáng không buổi đêm ấy? Sáng à? Thế có nhà nào mà đêm mà hỏi bà là nhà ông có điện chưa? Chưa ai thấy rồi đúng không? Nhà kia được thấy mà sao? À. Cứ nhau mà 2-3 năm không đến nhà. Ồ. Nó không đến này. Nó không cũng không đến nhà mình nhờ. Ngay ba nhà kia này. Mai á? Mai ở đâu có đám ma nữa không? À. Bà chỉ ông ở trên Tây thôi. À. Được chưa? Được đúng không? Nào anh ra cho mày nhá. Bốn tấm là chưa có đủ đâu ông ạ, nhưng mà nào, khi nó bị gáy đấy. Này thì thôi để xuống đất đi ông ạ, tí mạnh lại giấm lại gáy ấy. Đấy, để này cho nó thẳng. Xong rồi đè. Ngon ngon mấy gì? Thế nào? Sau giấy dép sao không buộc lại thôi? Hả? Hả? Cứ là pop pop cho vài phát rồi. Đi lấy một cây như này thì cũng được tầm chắc là độ tầm 5-6 tấm đấy không nhỉ? Ấy, cẩn thận nhá mày nhá. Mày còn là 1 tấm lên thôi các bác. Chứ dưới kia thì còn là cưa nốt để làm không không dưới kia? Hay là làm như thế này thôi? Cái này bây giờ là để cho nó giải ra đâu không nhỉ? Vâng. Vâng. Hôm nọ thì định làm ở chỗ phần phía bên này là chỗ bếp cho hai ông cháu đi cô bác, nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì ngôi nhà của hai ông cháu là rột quá, thành ra là bây giờ thì sẽ để cho hai ông cháu là vào đây ngủ đã.
ngày mai thì sẽ làm thành giường, xong là úp những cái tấm ván này lên. Ôi, vừa rồi chơi đây thì không biết là Mạnh là chơi đâu rồi, đi sang bên đâu à. Vừa rồi thấy ở bên này mà các bác ạ. Mày ơi, mày ơi, mày ơi, hình như là vừa nãy cho Đức thấy là cầm một cái cây gậy gì ra bên này đào đào con gì sao các bác ạ. Mạnh ấy à, cái kìa các bác ạ, hình như là đào cái củ củ khoai hay sao ấy. Không biết là thanh niên này lại đào thêm cái gì đây. Đào con gì đây? Hả? Đào cái gì đây? Như là đào cái cây dâu má này à? Hả? Đào này không? Đây đây, cái này để bỏ đây này. Cái này bỏ vào đấy. Xong chưa? Đi về thôi. Đi, đi về đi. Xong rồi, không chưa? Đấy, nhìn bé Mạnh thì cũng rất là tội của bác ạ. Một cậu bé mà năm nay mới được có 5 tuổi thôi. Và thiếu cả đi tình yêu thương của người cha lẫn người mẹ. Người mẹ thì đã bỏ đi từ rất là sớm, từ lúc mà bé Mạnh còn nhỏ. Còn là người bố của Mạnh thì hiện tại là đang bị lừa sang bên Campuchia. Tiền thật nha. Đi đi lấy cái gì đây? Hả? Không biết là lại mò đi đào thêm cái gì nữa. Những cái món đồ chơi là không biết là đi đâu nhặt về này. Đi về đi mày ơi. Đi về đi. Đi nhanh nào, về đâu. Để ông đi chặt cái cây chuối về rất là kỳ lạ này các bác này. Là hiện tại là cái chuối này nó đang bị chửa đấy các bác. Đây là nó không ra được bông à không? Vâng. Thế là nó bị ở đây à? Thối hết rồi. Thối hết rồi á? À. Thế là bây giờ, thế là cái củ của nó là đây à? À. Nó không ra được cái cô bác ở đây này. Nó nằm ở trong cái thân cây chuối này. Cái bi chuối ấy, nó không ra được. Đấy, hôm nay thì là cùng ông là đi lấy cây về để mà làm cái chỗ ngủ cho hai ông cháu một chút cô bác ạ. Đấy, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video, và cũng rất là mong trong thời gian tới thì sẽ được sự đón nhận của các bác dành tặng cho những cái hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ cô bác ạ. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em thôi. Xin chào các bác. Cảm ơn chiếu. Ông gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác đi không? Ừ. Xin chào tất cả các bác, các chị. Xin cảm ơn nha. Vẫy tay em, chào các bác. Chào. Cháu Quân chào tạm biệt của ông bà của chú anh chị ạ. Đấy, nào, Mạnh, khoanh tay nào, ăn kẹo ông khoanh tay nào. Con chào tạm biệt các ông các bà. Chào tạm biệt các ông các bà. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc
Những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.